Tại sao máy massage vai gáy của Fujike lại có giá cao hơn so với thị trường khá là nhiều như vậy? Hello, xin chào bạn, mình là Chu Quang Huy, là người tạo ra cái máy massage vai gáy này. Không chỉ là ở Fujike đâu, mà gần như mình đưa nó về dạng ý tưởng đầu tiên ở Việt Nam luôn, đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với bạn, đây là phiên bản hộp da nhá, phiên bản quà biếu tặng, đúng không ạ? Còn phiên bản hộp giấy cho anh, hộp giấy đây. Hộp giấy thì mình có hai phiên bản nha các bạn nhá, có hai phiên bản. Đó là hiện nay cái phiên bản hộp nhôm xước thì hết mất rồi, thì nó còn cái hộp hộp giấy như thế này, thì nó là sản phẩm chính hãng của Fujike. Với phiên bản hộp giấy này thì bên mình để cái nhãn hiệu đó là Laka các bạn, Laka chất lượng tương đương, không khác gì cả. Nhưng mà mình làm cái này là để hướng tới đối tượng là gì ạ? Mọi người mua với cái chi phí nó vừa phải, cái chi phí làm hộp, cái chi phí dập logo thứ mình cắt giảm đi, đúng không ạ? Và bên mình vẫn bảo hành lỗi một đổi một cho mọi người, cho nên mọi người yên tâm nhé. Đây là ca này đấy, thì có hai phiên bản, thì hôm nay mình sẽ review cho bạn cái hộp da này, đúng không ạ? Cái hộp da này, cái đầu tiên ấy đó chính là gì ạ? Đó chính là dù ở trong cái hộp mà hộp da hay là hộp giấy các bạn ạ, thì khi bạn mua sản phẩm của Fujike đều có một cái túi bằng vải như này để có thể là giúp các bạn không dùng hộp nữa, các bạn vẫn có thể là sử dụng nó hàng ngày. Đấy, đây là hộp da này. Hộp da thì nó khác cái hộp, bởi vì mình làm cái này là để mọi người mang đi biếu tặng nhau các bạn ạ. Đây là Fujike này, các bạn nhìn thấy không? Fujike nâng niu cơ thể bạn này. Đấy, bạn thấy chưa? Fujike nâng niu cơ thể bạn. Đó. Thì cái hộp như này thì chúng ta có thể mang đi để biếu tặng nhau, rất là sang trọng, rất là sang trọng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nhân vật chính nhá. Đó chính là cái máy massage vai gáy này. Cái máy massage vai gáy này thì hiện nay ở trên thị trường nếu bảo đắt thì nó không có đắt các bạn ạ. Nếu các bạn so với các cái nhãn hiệu nổi tiếng, các nhãn hiệu lâu năm thì có phần sản phẩm bên mình giá hợp lý hơn, bởi vì mình là người trực tiếp làm bán hàng, không có thuê KOL, không thuê ai quảng cáo cả. Đấy, thì cái này nó là cái sản phẩm máy massage vai gáy, có thể nói là đến thời điểm bây giờ nó là một trong những cái sản phẩm có cái độ bền tốt nhất, có cái vật liệu cấu tạo ok nhất, có cái công năng của nó hiệu quả nhất, đúng không ạ? Đây, cái lớp da của nó sẽ là da da bò nha, da bò dạng như da bò Lapa ấy, đúng không ạ? Rất là mềm mịn, rất là bền bỉ. Cái sản phẩm này bên mình sẽ bảo hành lỗi một đổi một trong 12 tháng, nên mọi người dùng yên tâm. Đấy, chúng ta bật ra giữ ở đây ạ. Và giữ ở đây. Thì nó có một số các cái yếu tố như sau để mọi người có thể thấy rằng cái máy của massage của Fujike tại sao nó lại cao cấp và nó đáng tiền. Thứ nhất đó là cái động cơ này, bên mình sử dụng động cơ là hoàn toàn là động cơ không chổi than, cho nên là khi mọi người sử dụng ấy, độ bền nó rất là cao, nó rất là khỏe, nó tiết kiệm điện và nó rất là bền bỉ. Đấy, cái thứ hai nữa là tất cả cái phần 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 càng cái này nó đều là càng đúc nhá. Càng đúc thì mình đã có video trước mình phân tích mọi người rồi, giờ mở cái này ra cũng khá là nói chung là người ta làm, mình làm cái khóa này là khóa cài bên trong để trẻ con gà đỡ nghịch ấy. Thì cái này nó hoàn toàn bằng cái càng đúc nguyên, gọi là càng đúc nguyên khối đấy. Đấy, thế khi mọi người dùng rất là bền. Và một cái nữa đó chính là cái này nó sử dụng nó không có tiếng động, nó không có tiếng ò ò ò để ở vai của mình, nó không có tiếng ò ò ò, cho nên là khi mọi người sử dụng ở vai gáy như này thì nó rất là hiệu quả, nó rất là hiệu quả. Đấy, nếu như mà mọi người mua để biếu tặng nhau thì mọi người mua sử dụng cái bản hộp da, và nếu không thì mình lấy cái hộp hộp đỏ như này là cũng ok này các bạn, ok luôn, đúng không ạ? Đấy, chúng ta xách đi, chúng ta tặng nhau cũng được. Cái này hiện nay đang giảm giá có triệu mấy hả? Triệu 890 à? Đấy, đã giảm giá có 1890 mọi người ạ. Bảo hành lỗi một đổi một, cho nên là mọi người dùng yên tâm, không phải suy nghĩ, không phải lo nghĩ bất cứ vấn đề gì hết. Đó. Và cái máy massage vai gáy này khi mà mình thiết kế ra nó, mình đưa cái yêu cầu của mình cho bộ phận R&D của nhà máy ấy. Mình nói rằng là tao cần một sản phẩm làm sao để ai cũng thể sử dụng được, và có thể mang đi mọi nơi. Đấy. Và cái tiếp theo nữa đó chính là gì ạ? Cái vấn đề về đau mỏi vai gáy hiện nay ở người Việt Nam mình nó là vấn đề gần như kiểu sắp tới nó là bệnh, kiểu bệnh bệnh phổ thông ấy. Đấy, vì chúng ta dùng điện thoại nhiều, chúng ta dùng máy tính nhiều, chúng ta dùng các thiết bị ngoại vi nhiều, cho nên nó phần cổ vai của chúng ta thường thường sẽ bị đau đầu tiên. Đó, thì khi đấy mình làm những sản phẩm này, để mọi người có thể đi xe máy vẫn dùng được, bế con dùng được, đi bộ dùng được, đúng không? Đọc sách dùng được, chúng ta ngồi làm việc máy tính và dùng bình thường, không đề gì cả. Đó, cho nên đấy là cái lý do vì sao cái máy này ra đời. Nhưng mà khi máy này bên mình về khoảng đâu đó khoảng nửa tháng thôi là các nhà khác đã làm,
y chang là y chang, nhưng mà cái chất lượng nó rất là tệ, nó rất là tệ. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của mọi người. Mọi người lựa chọn sản phẩm giá thấp thì chúng ta sẽ phải đánh đổi với những cái về cái dịch vụ sau bán hàng và chất lượng sản phẩm đó. Và nếu như ai có nhu cầu này cứ liên hệ bên mình nhé, mình sẽ tư vấn cho mọi người và đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm bên mình bán ra đều chất lượng tốt nhất. Và nếu như chẳng may có vấn đề gì thì bên mình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng các bạn ạ. Mọi người cứ yên tâm như thế đó. Và mình là Chu Quang Huy, là founder của Fujike. Xin chào các bạn, bye bye.